viên Beauty Spirulina Nhật Bản. Nhà nhập khẩu và phân phối: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Châu Đại Dương, nhà sản xuất: Rơ Bàn Ăn Ghế Co Ltd, Nhật Bản. Sản phẩm sản xuất và đóng gói nguyên chai tại Nhật. Giá sản phẩm: 480.000 đồng một lọ, 110g, 550 viên. Giới thiệu sản phẩm: Tảo Beauty Spirulina được phụ nữ Nhật Bản và các nước châu Á tin dùng như một giải pháp đơn giản để duy trì làn da, vóc dáng thanh xuân, bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả. Sự khác biệt của sản phẩm với thành phần chính là tảo Spirulina cộng thêm hàm lượng SGF, Magie, Lactic Acid Bacterium có tác dụng đặc biệt cho cơ thể phụ nữ khỏe đẹp hơn các loại tảo thông thường. Hướng dẫn sử dụng: ngày uống 10 viên trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn từ 30 phút đến 60 phút, có thể chia làm 2 lần, mỗi lần 5 viên hoặc uống luôn một lần 10 viên. Bạn muốn giảm cân nên uống trước bữa ăn. Muốn tăng cân, bạn nên uống sau bữa ăn. Chú ý luôn luôn uống nhiều nước khi dùng tảo để có tác dụng tốt hơn cho cơ thể. Cơ chế: hỗ trợ chống lão hóa, hỗ trợ điều hòa hormone, giúp làn da mịn màng, tươi trẻ cho phụ nữ. Hỗ trợ chống mập phì, giúp quá trình tiêu hóa tốt hơn, hỗ trợ thải độc một cách tự nhiên. Tăng cường thị lực, cung cấp các vitamin và bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Chống suy dinh dưỡng rất tốt cho trẻ em, người lớn tuổi, người bệnh sau phẫu thuật, người thiếu dinh dưỡng. Chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, từ đó đạt được mục đích phòng chống bệnh tật và thúc đẩy hồi phục sức khỏe. Công dụng: thực phẩm này không phải là thuốc nên không có tác dụng chữa bệnh. Tảo chỉ có tác dụng ngăn ngừa, hỗ trợ giảm các nguy cơ, bệnh tật, bổ sung vitamin, chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hạn chế quá trình lão hóa, ngăn ngừa các bệnh thời đại như béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao, ung thư, làm đẹp da, giảm các vết nhăn, nám, hỗ trợ giảm cân, hỗ trợ điều trị táo bón, trĩ, giảm cholesterol máu. Đối tượng sử dụng cho mục đích làm đẹp da, chống lão hóa, giảm béo. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú, người bị yếu thận, yếu gan thì không nên dùng sản phẩm này vì hàm lượng magie và SGF cao trong tảo, gan hoặc thân yếu không chịu được. Ngoài ra, muốn một cơ thể khỏe đẹp thì nên uống tảo đều đặn mỗi ngày với nhiều nước. Kết hợp chế độ ăn uống hợp lý như ăn ít chất béo, chất bột đường, tập thể thao, ít uống bia rượu thì mới có hiệu quả tốt. Phù hợp với mọi lứa tuổi, phụ nữ lớn tuổi cần cân bằng hormone, người làm việc bận rộn, ăn uống ít rau xanh, trái cây, trẻ em ở giai đoạn đang dậy thì, những người mắc các bệnh, tiểu đường, béo phì, ăn kiêng, huyết áp cao, táo bón, tim mạch.